Các tỉnh thành miền Trung thì cũng đang trong những ngày nắng nóng, nhiều diện tích rừng ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng thì đây cũng lại là thời điểm mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khiến cho các địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày hôm qua đã đến kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tại các địa phương miền Trung. Tại tỉnh Thanh Hóa thì gần một nửa số trọng điểm rừng của tỉnh này đang được giám sát bằng camera quan sát lửa. Lực lượng tuần tra rừng tăng tần suất gấp 3 lần bình thường. Trong bối cảnh phải đảm bảo an toàn phòng dịch thì đại diện của Bộ đề nghị các địa phương bố trí đủ lực lượng, phương tiện và kinh phí để thực hiện phương châm 4 tại chỗ.